Đừng Làm Mẹ Cáu là bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Quỳnh Côn và Nhan Phúc Vinh. Vào vai một cặp đôi từ oan gia cho đến thấu hiểu nhau, cả hai nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem với lối diễn tự nhiên, ngoại hình đẹp. Càng về gần những tập cuối, cái kết trong mối quan hệ của Quân và Hạnh càng làm khán giả tò mò hơn nữa. Trong thời gian gần đây, các diễn viên trong phim đã liên tục chia sẻ hình ảnh về những set quay cuối của Đừng Làm Mẹ Cáu. Mới đây, bé An Nhiên vai Happy đã chia sẻ một đoạn video ngắn cùng một số hình ảnh của mình và Nhan Phúc Vinh trên phim trường. Trong đoạn video này, Nhan Phúc Vinh đã ân cần bóp trái cây và đưa cho bé An Nhiên ăn. Cô bé cũng rất tự nhiên ôm vai và nhận trái cây từ chỗ ăn cực ngon miệng. Khoảnh khắc thân thiết của Nhan Phúc Vinh và bé An Nhiên khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến cuộc sống của Hạnh và Happy khi về chung nhà cùng Quân. Không cần nói cũng biết, chú Quân sẽ cưng bé Happy như công chúa và luôn chăm sóc cô bé thật chu đáo. Như vậy, mẹ Hạnh cũng có thể hoàn toàn yên tâm và sống hạnh phúc. Với việc những mâu thuẫn, khúc mắc giữa Quân và Hạnh đã dần được tháo bỏ, mối quan hệ của hai cũng trở nên thân thiết hơn nhờ bà mối là Happy. Chính vì vậy, khán giả luôn mong đợi một đám cưới hạnh phúc của cặp đôi này. Màn lột xác làm mẹ đơn thân của Quỳnh Côn ở Đừng Làm Mẹ Cáu nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả. Sau thành công của Gara Hạnh Phúc, nữ diễn viên khiến công chúng có cái nhìn khác khi dám thay đổi, dám thử sức với những dạng vai diễn khác hoàn toàn trước đây. Những diễn biến cuối của phim lên sóng trên VTV3 vào thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.